Sau khi vượt qua nhiều khó khăn trước Jordan Thompson và Tommy Paul, tay vợt trẻ tài năng Carlos Alcaraz tiếp tục đối mặt với thử thách nảy nở khi phải đối đầu với Mark Purcell. Trận đấu kéo dài 3 set và kết quả cuối cùng là 4-6, 6-3, 6-4, đưa Alcaraz vượt qua cửa vào bán kết Cincinnati Masters. Không dễ dàng gì để vượt qua đối thủ mạnh Mark Purcell. Tay vợt người Australia đã thể hiện khả năng giao bóng tốt cùng sự kiên nhẫn trên lưới. Mặc dù vậy, Alcaraz đã thể hiện sự tập trung và kiên định trong lối chơi của mình để giành thắng lợi quý báu. Carlos Alcaraz cho biết, trận đấu thực sự không hề dễ dàng. Purcell đã chơi rất xuất sắc và tôi phải đặc biệt tập trung để giữ vững chiến thắng hôm nay. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên có mặt trong bán kết giải Master 1000 và đặc biệt là tại giải đấu Cincinnati. Sự nỗ lực của Mark Purcell không thể phủ nhận khi anh giành chiến thắng trong set đầu tiên với tỷ số 6-4. Tuy nhiên, Alcaraz đã nhanh chóng lấy lại sự kiểm soát và thắng set thứ hai với tỷ số 6-3. Trong set quyết định, Carlos Alcaraz đã có sự bắt đầu mạnh mẽ với break ở game đầu tiên. Mark Purcell không từ bỏ và đã có một break back ở game thứ tư. Tuy nhiên, Alcaraz thể hiện sự kiên nhẫn và tận dụng cơ hội để giành chiến thắng với tỷ số 6-4. Thắng lợi này đặt Carlos Alcaraz vào tư cửa giành danh hiệu ATP Master 1000 thứ 3 trong mùa giải. Anh là hạt giống số 1 và duy nhất có hơn 50 trận thắng trong năm 2023.